Bộ Ngoại giao sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của công dân sau khi tòa án Anh yêu cầu kẻ buôn người vụ 39 người Việt chết tại container ở Anh bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Theo như phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết vào cuộc họp báo thường kỳ vào chiều nay ngày 12 tháng 1, phán quyết này chỉ là quyết định pháp lý ban đầu, việc thực thi có thể phức tạp và đòi hỏi thời gian tương đối dài theo trình tự của pháp luật Anh. Bà Hằng đưa ra phát biểu khi được đề nghị bình luận về thông tin tòa án Anh yêu cầu Ronald Hill kẻ cầm đầu đường dây buôn người phải bồi thường 180.000 bảng Anh cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe container vào năm 2019. Bà Hằng cho biết giới chức Việt Nam sẽ theo dõi sát sự việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Trong trường hợp Ronan Hill không thực hiện phán quyết bồi thường cho các nạn nhân, hình phạt sẽ tăng thêm là 2 năm tù. Tạp chí du lịch nổi tiếng Travelizer gọi tên Việt Nam là điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực Châu Á năm 2023. Châu Á là châu lục lớn nhất thế giới với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đa dạng về văn hóa và lịch sử lâu đời. Do đó, đây trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong năm mới năm 2023. Đặc biệt, Việt Nam càng trở nên thu hút với nhiều kỳ quan thiên nhiên, lịch sử, văn hóa phong phú và nền ẩm thực tuyệt vời. Tạp chí Travelizer đánh giá Việt Nam là điểm đến có nền ẩm thực hấp dẫn nhất khu vực cụ thể trang này nhận định nếu có một nền văn hóa ẩm thực nào sở hữu những món ăn thơm ngon đậm đà thì chắc chắn là ẩm thực Việt Nam đất nước này được biết đến với quang cảnh tuyệt đẹp và ẩm thực phong phú bất kỳ nơi nào bạn đến đều sẽ bắt gặp những món ngon địa phương vùng miền khiến bạn say đắm đắm chìm trong những trải nghiệm mới thú vị ở đây. ở đây ẩm thực Việt Nam với nhiều món ăn ngon và nhiều lần được gợi ca trên thị trường quốc tế rất nhiều món ăn đường phố ẩm thực vùng miền của Việt Nam rất nổi tiếng và được bạn bè quốc tế yêu thích như phở, bánh mì, bánh cuốn và cà phê. Trang tạp chí du lịch nổi tiếng gợi ý du khách nên ghé thăm những điểm đến như là Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Sài Gòn để vừa du lịch trải nghiệm, vừa khám phá trọn vẹn ẩm thực Việt Nam qua các vùng miền. Ngoài ra, tạp chí này có nhắc đến những điểm đến châu Á tuyệt vời cho du khách năm 2023. Trong đó có thể kể đến thành phố tốt nhất là Singapore, điểm đến có bãi biển đẹp nhất là Indonesia, đảo Sajizat và Abu Dhabi là điểm đến có đám cưới tốt nhất, điểm đến mua sắm tốt nhất là Bangkok, Thái Lan.